Một mẫu đèn pin mới được Phoenix ra mắt không thể không nhắc đến. Phoenix LD30R, chiếc đèn pin EDC sử dụng pin sạc 18650 cỡ nhỏ, được lập trình đến 5 mức sáng khác nhau, rất hợp lý để đáp ứng đa dạng các nhu cầu sử dụng từ trong nhà ra ngoài trời. Chưa hết, nó còn có cả chế độ nháy chóp để tự vệ và nháy SOS để phát tín hiệu khẩn cấp. Đặc biệt là mức sáng 1 lumen có thể duy trì liên tục hơn 1 tháng. Nếu nem chưa biết mình cần gì ở một chiếc đèn hoặc là không cần một chiếc đèn pin mang những cái thiết kế quá đặc biệt để phục vụ cho một hoặc là một vài nhu cầu đặc thù thì nên lựa chọn Phoenix LD30R. Chiếc đèn này cái gì cũng có một chút, tình huống nào cũng có thể xảy được. Phiên bản nâng cấp ra mắt trong tháng 10 2023, ngoài việc gia tăng thêm độ sáng tối đa lên tới 1.700 lumen và tầm chiếu xa 267m, thì Phoenix RD30R còn được tích hợp thêm cổng sạc tai si ngay trên thân đèn. Đèn có cả công tắc đuôi và công tắc thân. Anh em cầm đèn xuôi hay cầm ngược đều thao tác và chiếu sáng đều được. Nhìn chung, đây là một chiếc đèn pin EDC nhỏ gọn, thiết kế thân thiện, hai hoa, dễ dàng mang theo, có cả clip dài hai chiều tiện dụng và dễ xài. Sản phẩm đã có mặt tại chuyên Tactical kèm theo chế độ bảo hành 5 năm chính hãng.